Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xem xét cái phương trình đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập hoặc là kích từ song song. Thì đây chính là phương trình của nó, omega của UU trên K phi trừ đi RU nhân RP, RP là điện trở phụ, RU là điện trở mạch phản ứng, K phi trên K phi bình phương và nhân với M, M là moment. Thì khi mà chúng ta thay đổi cái điện trở mạch phản ứng thì chúng ta cần xem điều gì nó sẽ xảy ra với cái đường đặc tính cơ. Tức là cái đường đặc tính cơ này, bản chất của nó chính là cái cách mà cái động cơ của chúng ta sẽ quay như thế nào khi mà chúng ta thay đổi cái điện trở mạch phản ứng. Thì ở đây mình đã có ghi, thì khi mà chúng ta tăng cái điện trở R lên thì cái delta omega ở đây, tức là điện trở là cái này, tức là điện trở phụ. Tức là khi chúng ta thay đổi điện trở phụ tăng lên, đúng không? Thì cái R phụ này nó tăng và đồng thời nó sẽ làm cái omega này, delta omega này, chính là cái công thức ở bên trên này nó sẽ thay đổi. Và khi mà omega 0, tức là cái đường đặc tính định mức hoặc là đường không tải, thì nó sẽ trừ đi cái này, đúng không? Mà khi omega, delta omega tăng thì cái omega này nó sẽ phải giảm xuống và dẫn đến cái trường hợp omega giảm đây. Và trong khi đó thì omega 0 là một hằng số. Chúng ta hãy cùng quan sát xuống dưới cái hình bên dưới để thấy được rõ hơn cái sơ đồ nhé. Thì từ cái khoảng M, hai khoảng M này chính là delta M này. Thì từ hai cái điểm này của cái đường A phẩy này thì nó sẽ có khoảng delta omega 0 này. Omega định mức chính là cái này. Còn omega 0 thì nó là cái đường chung. Tất cả những cái này nó đều chạy ở trên omega 0 hết. Tất cả các đường đặc tính cơ nó đều xuất phát từ omega 0. Khi mà R1 cộng này, chúng ta nhìn thấy R1 cộng thì cái đường đặc tính cơ, đây mình có nhận xét này, đường đặc tính cơ sẽ mềm hơn, đúng không? Dễ điều chỉnh nhưng lại kém ổn định hơn. Thì đây là một cái nhận xét. Thì trong mạch thực tế của mạch điện một chiều thì sử dụng như thế nào thì các bạn hãy cùng quan sát vào cái hình này nhé. Thì đây là một cái bài về cái sử dụng thay đổi cái điện trở phụ ở trong mạch phản ứng. Thì đây chính là mạch phản ứng này. Ở đây mình có sử dụng hai công tắc tơ M1 và M2 để mình đảo chiều cái động cơ một chiều, đúng không? Khi mà M1 thì nó sẽ quay theo một hướng và khi mà mình dập M2 xuống thì nó sẽ quay theo chiều ngược lại. Rồi ở đây thì mình có sử dụng cái điện trở R phụ này để điều khiển nó. Thì đây là một số những cái sơ đồ khác ở trong môn trang bị điện. Thì chúng ta đang ở trong cái môn truyền động điện nên là mình sẽ không nói quá nhiều về cái này, mà chỉ cho các bạn xem đây là cái cách mà nó hoạt động ở trong mạch thực tế như thế nào. Ok, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về khi mà chúng ta thay đổi cái điện trở trên mạch phản ứng vào cái phương trình đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập và song song thì điều gì sẽ xảy ra. Tóm tắt lại là khi mà chúng ta thay đổi điện trở mạch phản ứng thì khi mà chúng ta tăng điện trở lên thì tốc độ sẽ giảm xuống và ngược lại.